Trong đêm qua, nước trên các sông ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đồng loạt lên cao gây ngập úng nhiều khu vực trung tâm huyện và chia cắt tạm thời nhiều khu dân cư. Có thể nói đây là đợt mưa lũ lớn hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây trên địa bàn nên người dân cảm thấy rất bất ngờ và lo lắng. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Trong đêm tối lũ về, ông Vũ Ngọc Hải ở xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống vẫn một mình chèo thuyền đi kiểm tra tình hình ngập úng. Do nằm ngay sát sông Yên, nước lên rất nhanh nên nếu sơ suất thì đồ đạc trong nhà có thể bị hư hỏng. Nước mà lên thì mình cũng phải lo thôi, nhưng mà bây giờ là cứ cố gắng thì được đến đâu mình di chuyển đến đấy thôi, chứ còn bây giờ này không biết nước lên đến lúc nào. Đêm qua, các con đường từ trung tâm huyện về xã Vạn Thiện đã bị ngập sâu khoảng 30 cm. Nhiều người dân vẫn cố gắng trở về nhà bất chấp nguy hiểm. Nằm phía sâu bên trong những cánh đồng này, có những hộ dân ngập đến cả nóc nhà và buộc phải đi sơ tán. Thống kê của huyện Nông Cống, địa phương này đã di dời được 375 hộ trên tổng số gần 5.000 hộ bị ngập. Ngay tại tuyến đường trung tâm huyện cũng không tránh được tình cảnh ngập úng. Nhiều phương tiện cố gắng đi qua khu vực ngập nước đã bị chết máy, buộc phải dắt bộ. Nhiều hộ phải gia cố thêm bao cát, bạt chắn nước để phòng lũ sông lên cao. Đây kê cái bạt là để cho xe nó chạy nó nước đỡ vào nhà. Vì nhà tôi kinh doanh cái chăn ga gối đệm, nước nó vào là nó ẩm, nó mốc, nó hỏng hết thì nên phải che. Xe nó chạy nhiều, nước bây giờ nó lớn. Mặc dù đập sông Mực chưa tiến hành xả lũ do mưa đã ngớt, nhưng đêm qua chiều cường nước sông Yên qua huyện Nông Cống bất ngờ dâng cao. Nước lên thêm khoảng 30 cm so với buổi chiều, gây ngập úng trên diện rộng. Đây là điều ít khi xảy ra tại khu vực trung tâm thị trấn Nông Cống. Lực lượng chức năng đã có mặt để phân làn, cảnh báo và hỗ trợ các phương tiện qua lại vùng ngập lũ. Vì là tại cái vùng này thì nước ngập thì cũng tương đối là sâu, khoảng độ 5 đến 70 cm. Thì đối với người dân thì cũng một số hộ dân hai bên đường thì có cháu nhỏ. Thì đề nghị các đồng chí khuyến cáo hộ dân là hãy cẩn thận với các cháu nhỏ. Thứ nhất, thứ hai đó là riêng về xe máy thì chúng tôi đã có những cái phương tiện vận chuyển trên bằng cái phương tiện tự túc tại chỗ hoặc phương tiện tự hành. Thì đã có biện pháp đó thì đề nghị người dân đi xe máy thì nên dừng lại và thực hiện theo ý kiến của tôi để tránh cái việc chết máy giữa đường. Theo cơ quan khí tượng, mưa lũ tại Thanh Hóa vẫn còn tiếp diễn hết sức phức tạp. Còn với người dân nơi đây, thực sự họ đã có một đêm dài thức trắng để lo chạy lũ.